Kính chào quý vị khán giả, Phương Thanh rất vui khi được chào đón quý vị trong điểm hẹn của chương trình Sống Mới với những thông tin chuyên sâu đa chiều về giáo dục, y tế và văn hóa. Tách đôi các cặp và sinh đôi dính liền là một kỹ thuật rất khó. Vậy nhưng một cặp mà song sinh dính liền nhau ở phần đầu và đặc biệt là dính cả não mới được tách ra thành công. Câu chuyện kỳ diệu này chúng tôi sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng bỏ lỡ. Còn bây giờ mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý. Cần tập trung xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức, hành vi ứng xử trong nhà trường, ngoài nhà trường và trên không gian mạng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục nhằm liên tục đẩy mạnh văn hóa học đường được đề cập tại hội nghị triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Nói về văn hóa học đường thì không thể không nói tới nạn bạo lực học đường, một trong những vấn đề nhức nhối trong thời gian vừa qua. Nhất là với sự phát triển rộng khắp của Internet thì bạo lực học đường đang diễn biến phức tạp từ trường học tới không gian mạng, dẫn tới những ảnh hưởng về sức khỏe thể chất và tinh thần cho một bộ phận học sinh. Chúng tôi đã mời tới trường quay thầy Nguyễn Thanh Hưng, chuyên gia tâm lý học đường, người đã có nhiều năm làm việc trực tiếp với các học sinh, nhất là học sinh ở lứa tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông, lứa tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Cảm ơn thầy Hưng đã nhận lời tham gia chương trình Sống Mới cùng chúng tôi ạ. Thưa thầy, chúng tôi nhận thấy là rất là nhiều học sinh âm thầm chịu đựng khi mà bị hỏi rất khó trả lời, bởi trong hoàn cảnh ấy thì nạn nhân thường cực kỳ lo sợ, ám ảnh, thiếu tỉnh táo nên là cách giải quyết thường khá bốc đồng. Tuy nhiên, nếu mà bản thân nạn nhân biết cách bảo vệ bản thân ngay từ đầu thì tình thế hoàn toàn có thể xoay chuyển theo hướng tích cực. Khi mà xảy ra bạo lực học đường thì cần sử dụng các biện pháp tích cực để xử lý các hành vi vi phạm dựa trên tinh thần tôn trọng, hợp tác. Và nếu như các bạn học sinh e ngại, không muốn nói với cả thầy cô giáo hoặc với cả phụ huynh thì đầu tiên các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài Bảo vệ trẻ em 111 để có thể chia sẻ và nhận được những cái hướng dẫn chính xác nhất. Cảm ơn thầy Hưng rất nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay và chia sẻ với chúng tôi những cái câu chuyện về bạo lực học đường. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy theo dõi một clip ngắn về cách ứng xử với bạo lực mà chúng tôi tổng hợp. Thiếu suy nghĩ trong trường học mà thậm chí đã lan cả vào các bệnh viện, nơi cứu chữa bệnh nhân. Trong 2 tháng vừa qua thì liên tiếp xảy ra các vụ hành hung nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh. Điều này trước nhất là ảnh hưởng tới chính người bệnh. Nếu nhân viên y tế có không gian để làm việc, có thể sức khỏe của người bệnh sẽ được chăm sóc tốt hơn. Khi nhân viên y tế bị hành hung, đó không chỉ là sự xúc phạm về thể xác mà còn ảnh hưởng tới tinh thần, danh dự cá nhân của thầy thuốc, những người đang nỗ lực ngày đêm dành ra sự sống cho bệnh nhân. Và các cơ sở y tế và bản thân nhân viên y tế phải làm gì để tự bảo vệ mình cũng như là đảm bảo công tác khám chữa bệnh? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với đã được tập dượt cho tình huống bị người nhà bệnh nhân gây gổ, hành hung, gây khó khăn trong quá trình khám chữa bệnh. Đây là hoạt động hết sức thiết thực bởi những tình huống này dù không phổ biến nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại các bệnh viện. Tháng trước thì tại trung tâm cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai, một người đàn ông sau khi đưa người nhà vào cấp cứu thì đã có hành vi chửi bới, túm cổ áo và đe dọa nhân viên y tế như là phó giáo sư tiến sĩ vừa mới chia sẻ. Và hiện công an quận Đống Đa thì đã ra quyết định tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật. Còn trước đó, một bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh đã bị người nhà bệnh nhân xông vào bóp cổ. 10 ngày sau thì cũng chính tại bệnh viện này lại có thêm một bác sĩ khoa cấp cứu bị bệnh nhân hành hung. Thưa quý vị, mục thành tựu y tế ngày hôm nay thì Phương Thanh giới thiệu với quý vị một trong những ca phức tạp nhất trong các loại hình phẫu thuật. Đó là tách rời hai não bị dính liền của một cặp song sinh. Ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công bởi các bác sĩ ở Brazil. Vâng, những chiếc đồng hồ công cộng tuy thầm lặng nhưng góp phần tạo thành những điểm nhấn văn hóa tại các nơi công cộng như là nhà ga, bưu điện, văn phòng, trường học. Và kỹ sư Đỉnh chính là người đã tạo ra một trong những sản phẩm đồng hồ có kích thước lớn nhất nước ta từ trước tới nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế ở độ tuổi U80 để hiểu hơn về những chiếc đồng hồ công cộng đặc biệt của ông. Thưa quý vị, âm vang đại ngàn điểm hẹn Cao Sơn Ngọc Quế là từ khóa được nhiều du khách gần xa truy cập tìm kiếm trong thời gian gần đây. Vùng đất Bắc Trà My của tỉnh Quảng Nam vừa đưa vào sử dụng hệ thống cây cầu kính trong suốt bắc qua dòng sông Trường, hiền hòa và xinh đẹp. Khi mà đặt chân tới vùng đất Bắc Trà My thì du khách không chỉ được trải nghiệm cảm giác lạ khi mà dạo bước qua cây cầu kính mà còn được thưởng thức ẩm thực hòa mình vào tiếng cồng chiêng của người Ca Dong hay là đấu chiêng của người Co. Và trong mục điểm đến cuối tuần này thì chúng ta hãy cùng khám phá những điều thú vị tại vùng đất Cao Sơn Ngọc Quế của tỉnh Quảng Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.